Kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nha, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn này.
Như vậy video mình kết thúc nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Mày tô màu. Xin chào tất cả các bạn đang xem.